Chào mừng anh em đã quay trở lại với Cà phê Nhân phẩm. Trong video này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một đội hình hiện được rất nhiều game thủ trên khắp các máy chủ chú ý. Nó xuất phát từ vòng loại giải vô địch đấu trường chân lý thế giới, hạt giống khu vực Bắc Mỹ là Argon, đã đưa đến một cách build team cực kỳ thú vị với lối chơi đơn giản, không có nhiều biến tấu nhưng mang lại thành tích đáng nể. Vì vậy, game thủ đã gọi vui đây là đội hình Argon như một cách ghi danh cho người đã phát minh ra lối chơi này. Với cơ bản, đây là cách kết hợp không có gì mới, dựa trên bộ khung thiện xạ, linh hồn. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi một chút trong cách vận hành, nó khắc phục được khá nhiều điểm yếu của đội hình này. Đó là thiếu chống chịu, dễ bay màu. Đồng thời với chủ chốt gồm những quân cờ rẻ tiền, đây là đội hình Hyperone rất tốt để có được những con candy dát vàng gánh tim. Cụ thể, đội hình Argon gồm những tướng nào? Chúng ta có Tristana, Diana, Teemo, Sivir, Yuumi, Shen là những vị trí chủ đạo. Tinh anh nên dùng là linh hồn hoặc thiện xạ, tốt nhất nằm ở vị trí của Tristana và Diana. Nếu là tinh anh thiện xạ, ta bỏ Kindred cho đủ 4 linh hồn. Còn nếu đã có tinh anh linh hồn thì ta có thể thêm Nidalee thay bằng Samira về late game cho đủ 4 thiện xạ. Ngoài ra ở chess 8, bạn nên thêm vào một quân cờ độc lập có khả năng bao bọc chủ lực tốt như Azir để giúp câu giờ cho Tristana gây đam. Trường hợp mà chúng ta có Tristana long tộc thì đội hình sẽ là Diana, Tristana, Nidalee, Teemo, Sivir, Yuumi, Kindred và Braum. Tình huống này sẽ hơi yếu một chút do không có buff bí ẩn nên dễ bị sốc đam. Bù lại thì Triss sẽ có nhiều sát thương hơn nhờ hiệu ứng của long tộc khi Braum nằm xuống. Về cơ bản, đây là một lineup chẳng có gì mới. Vậy cốt lõi lối chơi này là gì? Hãy cùng đi vào phần triển khai để biết nó khác với Sivir linh hồn mà chúng ta hay chơi thế nào nhé. Đầu tiên, ở vòng chợ mở màn, anh em hãy lấy găng đấu tập hoặc gậy quá khổ vì các món này rất cần thiết cho team của chúng ta. Và cũng vì rất cần đồ nên tôn chỉ của chúng ta là đánh chuỗi thua để tích tiền, đồng thời tranh giành các trang bị trong vòng đi chợ. Thông thường chúng ta sẽ tìm thấy tinh anh sớm trước bãi người đá, lúc đấy sẽ rất thuận lợi để triển khai lối chơi. Hãy Hyperone mạnh từ vòng 3-1 để lấy Tristana và Diana 3 sao, những chủ lực của đội hình. Đây là điều nằm trong tầm tay vì chúng chỉ là các quân 1 vàng, dễ tìm thấy. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn có quá ít Tristana và Diana hoặc đối thủ tranh cờ quá nhiều, hãy slow roll ở cấp 5, nghĩa là chỉ roll số tiền dư ra sau mốc 50 vàng mà thôi. Mục đích của chúng ta vẫn là tìm được Triss và Diana 3 sao để gánh team. Nếu như rơi vào hai tình huống, một là bị đối thủ nhốt bài quá gắt, hai là nhân phẩm quá kém, thì sau bãi sói bạn nên chuyển sang đánh Sivir Carry theo đội hình thiện xạ linh hồn bọn mình đã từng giới thiệu trong các video trước. Quay trở lại với chủ đề chính, khi đã có Tristana 3 sao, chúng ta tiến hành lên cấp 7, bỏ vào các quân cờ khác để hoàn thiện đội hình. Bạn có thể tiếp tục roll ở mốc này để đưa Teemo, Sivir, Yuumi lên 3 sao nếu nhận thấy có cơ hội. Còn nếu cảm thấy không lên được thì hãy lên thẳng cấp 8, bỏ thêm một tank cứng cùng khống chế mạnh như Aatrox hoặc Sejuani. Nếu đối đầu với sát thủ thì bạn nên đưa Azir vào để có thêm hai lính cát làm giàn chắn cho các thiện xạ được bắn. Trong trường hợp bạn có xẻng vàng, hãy ghép vào cái linh hồn long tộc, bỏ cho tướng hàng dưới, sau đấy đưa một con long tộc yếu đuối vào hàng đầu để nó chết sớm và chuyển linh hồn cho Tristana có thêm sức mạnh. Bạn có thể trữ sẵn một con Brand để làm điều này, hoặc bỏ con Olaf một sao cũng được. Đừng bỏ Braum vì nó hơi cứng. Tryvanna thường hóa rồng bay lung tung, không thể dùng được. Bây giờ hãy đến phần quan trọng là trang bị, vì nó là thứ tạo ra đặc trưng của đội hình này. Chúng ta sẽ ghép ra từ 2 đến 3 dây chuyền Iron Solari cho Diana, mục đích là để có một lượng khiên lớn, giống đội hình đang hot hiện tại là hộ pháp. Khi đã đánh một team mỏng manh lại cần thời gian để các linh hồn tăng tốc đánh, chúng ta phải có thêm máu ảo để toàn đội cứng cáp hơn. Trang bị này cung cấp 300, 375, 500 khiên cho các đồng minh tùy vào cấp độ của tướng giữ đồ. Đó cũng là lý do chúng ta cần đưa Diana lên 3 sao để nhận được lượng khiên lớn nhất. Tổng cộng có 3 cái dây chuyền sẽ mang lại tới 1.500 khiên cho 5 tướng. Khi đấy, Triss 3 sao sẽ có cả máu và khiên là hơn 3.000, một con số cực kỳ dồi dào để được bắn trong giao tranh. Tiếp đến, chủ lực về sát thương của chúng ta là Tristana. Cô ta rất cần những trang bị ghép từ găng đấu tập. Đầu tiên là áo choàng thủy ngân để kháng hiệu ứng khống chế và kỹ năng giảm tốc đánh cực khó chịu của Narcissus.
Nếu không ghép được áo choàng thủy ngân thì hãy dùng vuốt bẫy thay thế nhé. Tiếp đến là cung xanh, thứ sẽ giảm một lượng giáp rất lớn của đối thủ để cho toàn team gây sát thương. Cuối cùng hãy bỏ thêm bàn tay công lý vào, một trang bị rất linh hoạt giữa công và thủ. Ngoài ra còn có chút mana để sớm kích hoạt kỹ năng. Còn nếu không có thì hãy dùng vô cực kiếm để thay nhé. Các vị trí còn lại có thể bỏ trang bị là Sivir và Yumi. Anh em có thể nhặt lá cờ Zeke cho Sivir để buff thêm tốc đánh cho Tristana. Có Yumi thì hãy gắn bùa xanh nhằm giúp con mèo này hồi máu, tăng tốc đánh liên tục. Nếu mà cục hơn thì mang hẳn giáp máu cho nó, vì nó sẽ là đối tượng bị nhắm đến khá nhiều. Về phần sắp xếp đội hình, không có quá nhiều sự biến động ở hàng dưới. Anh em để Tristana trong góc, Sivir ở sát bên, tăng tốc đánh. Diana ở giữa, búp khiên cho cả 4 vị trí còn lại. Hàng trên thì Shen cùng các tanker mà chúng ta chọn sẽ án ngữ ở chính giữa. Chú ý nhất là Yumi, quân cờ này phải được xếp ở hàng đầu, bên nửa sân đối diện với Tristana. Khi đấy Yumi sẽ chịu sát thương và búp sớm, đồng thời lần dùng chiêu thứ hai nó sẽ nhảy về đồng minh xa nhất là Tristana, tăng tốc đánh cho cô ta. Về phần Azi, hãy xếp nó ở hàng dưới cùng đối diện Triss, đồng thời đặt một quân lính cát lên đầu chủ lực của chúng ta để che chắn khỏi bè lũ sát thủ. Nếu đối thủ có Aurelion sâu, hãy liên tục hoán đổi hai quân cờ này sao cho con rồng sẽ khạc vào Azi chứ không phải vào Triss nhé. Nói chung tùy vào sự biến động trong các trận mà bạn hãy điều chỉnh vị trí sao cho Yumi sớm búp cho Tristana là được. Dù đã có một số điều chỉnh để thay đổi lối chơi sao cho phù hợp meta mới, nhưng đội hình Tristana thiện xạ linh hồn vẫn có những điểm yếu rõ ràng, cụ thể như sau. Về ưu điểm, khắc phục được những hạn chế về khả năng chống chịu của đội hình thiện xạ linh hồn, đặc biệt là trâu chó hơn khi Diana có dây chuyền Solari. Dựa vào chủ lực một vàng nên có thể định hình lối chơi sớm, chủ lực dễ nắm tinh anh để tối ưu sức mạnh. Về nhược điểm, dựa nhiều vào nhân phẩm, đặc biệt Tristana đang bị KS khá nhiều. Phụ thuộc nhiều vào trang bị, không có thì dễ phá sản. Kể từ khi Nidalee bị giảm sức mạnh, thì trong đội hình thiện xạ chỉ còn Tristana là chủ lực một vàng đáng chú ý. Tuy nhiên cô ta vẫn chưa thể có tiếng nói mạnh mẽ, cho đến khi Argon phát minh ra cách biến tấu lối chơi mới này. Rõ ràng nó là một sự thích ứng rất hay trong meta hiện tại, mang đến luồng gió mới cho team thiện xạ linh hồn, rất đáng để chúng ta áp dụng. Anh em hãy thử nghiệm kiểu build mới này xem có phù hợp với mình không nhé, và xem hiệu quả của nó đến đâu khi mà vào xếp hạng. Đừng quên like, share để giúp cà phê nhân phẩm được nhiều người biết đến hơn nữa. Và nếu bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút subscribe cũng như ấn nút chuông thông báo ngay bên cạnh. Cuối cùng mời các bạn chiêm ngưỡng một số pha highlight chất lượng để hiểu cách vận hành của Tristana thiện xạ linh hồn nhé.